Chư Phật tử, nếu có người đến xin gan phổi ruột cật của mình, Đại Bồ Tát đều bố thí cho họ như Thiện Thí Bồ Tát, Hàng Ma Tự Tại Vương Bồ Tát và vô lượng Bồ Tát khác. Lúc bố thí những vật trên đây, thấy người đến xin lòng Bồ Tát hoan hỷ kính mến. Vì cầu đạo Bồ Đề nên đều bố thí đúng theo ý người xin, chẳng hối tiếc, quan sát thân này không bền chắc. Tôi nên đem bố thí cho họ để được thân kiên cố. Bồ Tát lại suy nghĩ thân của tôi đây liền sẽ hư rã, ai thấy cũng nhàm, sẽ là món ăn của chồn sói. Thân này là vật vô thường rồi cũng phải bỏ. Đại Bồ Tát lúc quan sát như vậy, biết thân rất vô thường nhơ uế, được tỏ ngộ nơi pháp nên rất vui mừng, kính mến người xin như bậc thiện tri thức, đem thân không bền đổi lấy thân bền. Tất cả thiện căn này đều hồi hướng như vậy. Nguyện tất cả chúng sanh được thân trí tạng trong ngoài đều thanh tịnh. Nguyện tất cả chúng sanh được thân phước tạng có thể nhậm trì tất cả trí nguyện. Nguyện tất cả chúng sanh được thân thượng diệu, trong chứa hương thơm, ngoài phát ánh sáng. Nguyện tất cả chúng sanh được thân không lộ bụng, trên dưới ngay thẳng, lắm đốt xứng nhau. Nguyện tất cả chúng sanh được thân trí huệ, dùng pháp vị của Phật để dinh dưỡng thơ thới. Nguyện tất cả chúng sanh được thân vô tận, tu tập an trụ nơi pháp tánh thầm thâm. Nguyện tất cả chúng sanh được thân tổng trì thanh tịnh, dùng diệu biện tài hiển thị các pháp. Nguyện tất cả chúng sanh được thân thanh tịnh, cả thân và tâm trong ngoài đều thanh tịnh. Nguyện tất cả chúng sanh được thân trí hạnh sâu rộng của Phật, trí huệ trùng khắp, mưa pháp vũ lớn. Nguyện tất cả chúng sanh được thân ở trong thời tịch tịnh, ở ngoài thời vì chúng sanh mà làm tràn trí huệ phóng đại quang minh, soi sáng tất cả. Đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí tạng phủ đem thiện căn hồi hướng, vì muốn cho chúng sanh thân tâm thanh tịnh đều được an trụ trong trí huệ vô ngại. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát bố thí những lóng xương của mình như Pháp Tạng Bồ Tát, Quang Minh Vương Bồ Tát và vô lượng Bồ Tát khác. Lúc thấy người đến xin những lóng xương của mình, Đại Bồ Tát rất hoan hỷ kính mến họ. Lòng Bồ Tát luôn an lạc thanh tịnh dũng mãnh, vững lòng tin, thêm lòng từ mẫn, lòng vô ngại, bố thí đúng theo chỗ nhu cầu của người xin. Bồ Tát đem thiện căn này hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh được hóa thân, chẳng còn bẩm thọ thân máu thịt. Nguyện tất cả chúng sanh được thân kim cang bất hoại, không ai hơn được. Nguyện tất cả chúng sanh được pháp thân viên mãn nhất thiết trí, sanh vào nơi cõi không hệ phược nhiễm trước. Nguyện tất cả chúng sanh được thân trí lực, các căn đều toàn vẹn chẳng hư khuyết. Nguyện tất cả chúng sanh được thân pháp lực, trí lực tự tại đến nơi bỉ ngạn. Nguyện tất cả chúng sanh được thân kiên cố không hư hoại. Nguyện tất cả chúng sanh được thân tùy loại ứng hiện, giáo hóa điều phục muôn loài. Nguyện tất cả chúng sanh được thân trí quân, có sức khỏe lớn na la diên. Nguyện tất cả chúng sanh được thân kiên cố chẳng đoạn tuyệt, lìa hẳn tất cả sự mỏi nhọc. Nguyện tất cả chúng sanh được thân rất khỏe vững vàng, đầy đủ đại lực tinh tấn. Nguyện tất cả chúng sanh được pháp thân bình đẳng khắp thế gian, trụ nơi bậc vô lượng trí huệ tối thượng. Nguyện tất cả chúng sanh được thân phước đức, ai ngó thấy đều được lợi ích, xa lìa những điều quấy ác. Nguyện tất cả chúng sanh được thân không y tựa, đều được đầy đủ trí huệ vô y vô trước. Nguyện tất cả chúng sanh được thân Phật nhiếp thọ, thường được chư Phật gia hộ. Nguyện tất cả chúng sanh được thân lợi ích tất cả mọi loài, đều có thể vào tất cả mọi loài. Nguyện tất cả chúng sanh được thân phổ hiện, có thể chiếu hiện khắp tất cả Phật Pháp. Nguyện tất cả chúng sanh được thân hoàn toàn tinh tấn, chuyên niệm siêng tu trí hạnh đại thừa. Nguyện tất cả chúng sanh được thân thanh tịnh, lìa cống cao ngã mạn trí huệ, luôn vững vàng không động loạn. Nguyện tất cả chúng sanh được thân hành kiên cố, thành tựu tất cả trí nghiệp đại thừa. Nguyện tất cả chúng sanh được thân nhà Phật, lìa hẳn tất cả sanh tử thế gian. Đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí những lóng xương nơi thân mình, đem thiện căn hồi hướng, vì muốn cho chúng sanh được nhất thiết trí vĩnh viễn thanh tịnh vậy. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát thấy có người cầm dao bén đến xin gia nơi thân mình,
thời rất hoan hỷ, xem như là có trọng ân đối với mình. Bồ Tát liền tiếp rước mời ngồi tòa cao, rồi đem thân dâng nạp cho người xin, làm vừa ý họ với lòng kính mến, như Thanh Tịnh Tạng Bồ Tát, Kim Hiếp Lộc Dương Bồ Tát và vô lượng Bồ Tát khác. Bây giờ Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh được gia mịn nhuyễn thanh tịnh như thân Phật, người thấy không nhàm. Nguyện tất cả chúng sanh được gia bất hoại như kim can, không ai phá hoại được. Nguyện tất cả chúng sanh được gia màu hoàng kim thanh tịnh sáng sạch. Nguyện tất cả chúng sanh được gia vô lượng màu sắc, tùy theo tâm nguyện hiện sắc thanh tịnh. Nguyện tất cả chúng sanh được gia thanh tịnh di diệu đệ nhất đủ các tướng hảo của Phật, phóng đại quang minh chiếu khắp tất cả. Đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí gia nơi thân mình, đem thiện căn hồi hướng, vì muốn chúng sanh đều được tất cả cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh đầy đủ công đức lớn của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát đem ngón tay ngón chân bố thí cho người xin, như Kiên Tinh Tấn Bồ Tát, Diêm Phù Đề Tự Tại Vương Bồ Tát và vô lượng Bồ Tát khác. Lúc bố thí, Bồ Tát hòa nhan vui vẻ, lòng an lành không điên đảo, chẳng cầu tư lợi, chẳng chuộng tiếng tâm, an trụ nơi đại thừa phát ý quảng đại, lìa bỏ lòng ganh ghét bỏn xẻn và tất cả phiền não, chuyên hướng đến diệu pháp vô thượng của Như Lai. Bồ Tát đem thiện căn này hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh được ngón tay ngón chân dài thon đều đặn tròn trịa ngay thẳng trên dưới xứng nhau, móng như đồng đỏ nổi cao chói sáng, như ngón của Đức Phật đầy đủ thập lực. Nguyện tất cả chúng sanh được ngón có chỉ xoay vòng phía hữu đẹp như hoa sen. Nguyện tất cả chúng sanh được ngón tạng quang minh phóng ánh sáng lớn chiếu vô lượng cõi Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được ngón khéo an bài, màng lưới hoàn hảo khéo léo. Đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí ngón đem thiện căn hồi hướng, vì muốn cho chúng sanh đều được tâm thanh tịnh vậy. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lúc thỉnh cầu chánh pháp vui lòng dâng móng liền thịt cho người thí pháp, nếu người này muốn, như Pháp Tự Tại Vương Bồ Tát, Vô Tận Bồ Tát và Vô Lượng Bồ Tát khác. Bây giờ Bồ Tát đem thiện căn này hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh đều được móng tướng đồng đỏ như Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được móng bóng láng trang nghiêm xinh đẹp chói sáng đệ nhất. Nguyện tất cả chúng sanh được móng nhất thiết trí toàn vẹn tướng đại nhân, không nhiễm trước thế gian, không gì sánh bằng. Nguyện tất cả chúng sanh được móng diệu trang nghiêm chói sáng tất cả thế gian. Nguyện tất cả chúng sanh được móng bất hoại thanh tịnh không kém khuyết. Nguyện tất cả chúng sanh được móng đủ tướng phương tiện vào tất cả Phật pháp, trí huệ rộng lớn thải đều thanh tịnh. Nguyện tất cả chúng sanh được móng thiện sanh đầy đủ nghiệp quả tịnh diệu của Bồ Tát. Nguyện tất cả chúng sanh được móng nhất thiết trí đại đạo sư, phóng tạng quang minh vô lượng sắc di diệu. Đây là Đại Bồ Tát vì cầu pháp mà bố thí móng liền thịt, đem thiện căn hồi hướng, vì muốn chúng sanh được nhất thiết trí vô ngại. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát cầu pháp tạng của Phật hết lòng cung kính tôn trọng, dầu được nghe chánh pháp rồi phải tự nhảy vào hầm lửa sâu cũng rất vui mừng, như cầu thiện pháp dương Bồ Tát, kim cang tư duy Bồ Tát và chư Đại Bồ Tát khác. Bây giờ Bồ Tát đem căn lành này hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh an trụ nơi pháp nhất thiết trí của Phật trọn chẳng thối chuyển vô thượng Bồ Đề. Nguyện tất cả chúng sanh lìa các hiểm nạn hưởng thọ sự an vui của Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được tâm vô úy, lìa các khủng bố. Nguyện tất cả chúng sanh thường thích cầu pháp đầy đủ sự vui vẻ trang nghiêm. Nguyện tất cả chúng sanh lìa các ác thú, dứt trừ tất cả lửa dữ tam độc. Nguyện tất cả chúng sanh thường được an vui thắng diệu chư Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được tâm Bồ Tát, lìa hẳn tất cả lửa tham sân si. Nguyện tất cả chúng sanh đều được sự vui chánh định của Bồ Tát, thấy khắp chư Phật lòng họ rất vui mừng. Nguyện tất cả chúng sanh khéo nói chánh pháp, đối với pháp cứu cánh luôn không quên sót. Nguyện tất cả chúng sanh toàn vẹn sự vui di diệu thần thông của Bồ Tát, rốt ráo an trụ nơi nhất thiết chủng trí. Đây là Đại Bồ Tát vì cầu chánh pháp, lúc đem thân tự nhảy vào hầm lửa, dùng thiện căn hồi hướng, muốn cho chúng sanh lìa nghiệp chướng ngại,
đều được đầy đủ lửa trí huệ. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát vì cầu chánh pháp để khai thị diễn thuyết đạo hạnh Bồ Tát, chỉ đường Bồ Đề, đến trí vô thượng, siêng tu thập lực, hiển thị tâm nhất thiết trí, được trí vô ngại, cho chúng sanh được thanh tịnh trụ nơi cảnh giới Bồ Tát siêng tu tập đại trí, được Phật Bồ Đề, mà tự thân phải thọ lấy vô lượng sự khổ não, như cầu thiện pháp Bồ Tát, dũng mãnh dương Bồ Tát và vô lượng đại Bồ Tát khác. Lúc vì pháp mà thọ khổ, Bồ Tát đem thiện căn này hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh lìa hẳn tất cả sự khổ não bức bách, thành tựu thần thông tự tại an vui. Nguyện tất cả chúng sanh lìa hẳn những sự khổ, được tất cả sự vui, dứt hẳn thân khổ, được thân thanh tịnh an vui. Nguyện tất cả chúng sanh thoát khỏi ngục khổ, thành tựu trí hạnh. Nguyện tất cả chúng sanh thấy đường an ổn, lìa khỏi các ác đạo. Nguyện tất cả chúng sanh được vui pháp hỷ, dứt hẳn các sự khổ. Nguyện tất cả chúng sanh dứt hẳn các sự khổ, không lòng oán hại, luôn yêu mến nhau. Nguyện tất cả chúng sanh được sự vui của Phật, lìa khổ sanh tử. Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu sự an lạc thanh tịnh vô tỷ, không sự khổ gì làm tổn thương được. Nguyện tất cả chúng sanh được tất cả sự vui thù thắng vô ngại của Phật. Đây là Đại Bồ Tát lúc chịu khổ để cầu chánh pháp, đem thiện căn hồi hướng, vì muốn cứu hộ tất cả chúng sanh, khiến họ khỏi những hiểm nạn, mà an trụ nơi giải thoát vô ngại nhất thiết chủng trí vậy. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lúc ở ngôi vua mà cầu chánh pháp, đến nỗi có thể vì quý trọng một chữ, một câu, một nghĩa mà thiết xả tất cả sở hữu trong nước, thành ấp, nhân dân, đất đai, kho tàng, vàng bạc, châu báu, cung điện, quyến thuộc, vợ con, đến cả ngôi vua cũng thiết xả được, để đem sự lợi ích lại cho tất cả chúng sanh, cần cầu đạo nhất thiết trí vô ngại thanh tịnh của chư Phật. Như Đại Thế Đức Bồ Tát, Thắng Đức Vương Bồ Tát và vô lượng đại Bồ Tát khác, nhẫn đến vì cầu một chữ chánh pháp mà năm vóc mọc lại, chánh niệm tam thế Phật pháp, thích tu tập, chẳng màng danh lợi, bỏ ngôi vua thế gian mà cầu ngôi pháp vương tự tại, không tham luyến sự vui thế gian mà dùng pháp xuất thế nuôi lớn tâm tánh, lìa hẳn tất cả sự hí luận thế gian mà trụ nơi Phật pháp không hí luận. Bây giờ Đại Bồ Tát đem các thiện căn hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh thường thích bố thí tất cả sở hữu không lòng hối tiếc. Nguyện tất cả chúng sanh luôn cầu chánh pháp chẳng tiếc những của cải sanh sống đến cả thân mạng. Nguyện tất cả chúng sanh đều được lợi ích nơi chánh pháp, có thể giải quyết sự nghi hoặc của tất cả chúng sanh. Nguyện tất cả chúng sanh có lòng ham thích pháp lành, luôn vui thích chánh pháp của Phật. Nguyện tất cả chúng sanh vì cầu Phật pháp nên có thể xả thân mạng, nhẫn đến ngôi vua, phát đại tâm tu tập Bồ Đề vô thượng. Nguyện tất cả chúng sanh tôn trọng chánh pháp, thường rất mến thích, chẳng tiếc thân mạng. Nguyện tất cả chúng sanh hộ trì Phật pháp rất khó được mà thường xuyên tu tập. Nguyện tất cả chúng sanh đều được quang minh Phật Bồ Đề, thành hạnh Bồ Đề, tỏ ngộ chẳng do người khác. Nguyện tất cả chúng sanh thường có thể quan sát tất cả Phật pháp, nhổ trừ mũi tên nghi ngờ, trong tâm được an ổn. Đây là lúc Đại Bồ Tát thí xả ngôi vua để cầu chánh pháp, đem thiện căn hồi hướng như vậy, vì muốn cho chúng sanh được tri kiến viên mãn, thường được trụ nơi đạo an ổn vậy. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát làm đại quốc vương được tự tại, ban chỉ dụ trừ bỏ nghiệp sát sanh, cấm dứt sự giết thịt trong toàn thể quốc nội. Những sanh vật không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, tất cả đều ban cho sự vô úy, không lòng khi đoạt, rộng tu tất cả hạnh Bồ Tát, nhân từ che chở mọi loài, chẳng xâm não, phát tâm làm an ổn chúng sanh, lập quán trí rất thích đối với chư Phật, thường tự an trụ nơi ba tụ tịnh giới và cũng làm cho chúng sanh an trụ như vậy. Đại Bồ Tát khiến các chúng sanh trụ nơi ngũ giới, dứt hẳn nghiệp sát sanh, đem thiện căn này hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh phát tâm Bồ Tát đầy đủ trí huệ, thọ mạng được bảo đảm không cùng tận. Nguyện tất cả chúng sanh trụ vô lượng kiếp, cúng dường tất cả Phật, cung kính siêng tu càng thêm thọ mạng. Nguyện tất cả chúng sanh tu hành hoàn toàn lìa pháp lão tử,
tất cả sự tai độc chẳng hại mạng họ được. Nguyện tất cả chúng sanh được hoàn toàn thân thể không bệnh não, thọ mạng tự tại, có thể tùy ý mà trụ thọ. Nguyện tất cả chúng sanh được thọ mạng vô tận, cùng kiếp số vị lai trụ hạnh Bồ Tát, giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh. Nguyện tất cả chúng sanh được môn thọ mạng thiện căn thập lực tăng trưởng, thọ mạng vô tận hoàn thành đại nguyện. Nguyện tất cả chúng sanh đều thấy chư Phật phụng thờ cúng dường, thọ mạng vô tận tu tập thiện căn. Nguyện tất cả chúng sanh ở nơi chư Phật khéo học Phật Pháp được thánh Pháp hỷ, thọ mạng vô tận. Nguyện tất cả chúng sanh được thọ mạng thường trụ, dũng mãnh tinh tấn nhập trí huệ của Phật. Đây là Đại Bồ Tát trụ ba tụ tịnh giới, dứt hẳn nghiệp sát sanh, đem thiện căn hồi hướng, muốn cho chúng sanh được toàn vẹn mười trí lực của Phật vậy. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát thấy có chúng sanh ôm lòng tàn nhẫn, làm tổn hại loài người và thú vật, vì thế nên phải thọ lấy thân nam hình thiếu sức khổ sở. Bồ Tát khởi lòng từ bi mà thương xót cứu vớt họ, làm cho tất cả nhân dân nơi Diêm Phù Đề đều bỏ nghiệp sát hại, đem tất cả tài vật của mình bố thí cho họ, rồi dạy họ hiểu biết chánh pháp, khiến họ vui mừng sanh lòng từ ái, thương yêu lẫn nhau, dứt bỏ ác tâm. Bây giờ Bồ Tát đem thiện căn này hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh toàn diện thân trượng phu thành tựu tướng Phật Mã Âm Tàng. Nguyện tất cả chúng sanh toàn diện thân nam tử, phát tâm dũng mãnh tu các phạm hạnh. Nguyện tất cả chúng sanh có sức dũng mãnh, thường làm bậc chủ đạo, trụ nơi trí vô ngại không hề thối chuyển. Nguyện tất cả chúng sanh đều được đầy đủ thân đại trượng phu, lìa bỏ tâm tham dục không còn nhiễm trước. Nguyện tất cả chúng sanh đều được thành tựu pháp thiện nam tử, trí huệ tăng trưởng, được chư Phật khen ngợi. Nguyện tất cả chúng sanh được đầy đủ sức lực bậc đại nhân, luôn có thể tu tập căn lành mười trí lực. Nguyện tất cả chúng sanh vĩnh viễn chẳng hư mất thân nam tử, thường tu tập pháp phước huệ vị tằng hữu. Nguyện tất cả chúng sanh ở trong ngũ dục không nhiễm không ràng buộc, được tâm giải thoát, nhàm lìa ba cõi tu hạnh Bồ Tát. Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu bậc trượng phu trí huệ đệ nhất, mọi loài đều tôn kính phục tùng sự giáo hóa của họ. Nguyện tất cả chúng sanh đầy đủ trí huệ của Bồ Tát, chẳng bao lâu sẽ thành bậc đại hùng. Đây là Đại Bồ Tát cấm tuyệt tất cả sự hủy hoại thân nam tử, đem thiện căn hồi hướng, vì muốn cho chúng sanh toàn diện thân trượng phu, đều có thể thủ hộ các điều lành của bậc trượng phu, sanh vào nhà hiền thánh, đầy đủ trí huệ, thường xuyên tu tập thắng hạnh của bậc trượng phu, có lực dụng bậc trượng phu, khéo hay hiển thị bảy đạo hạnh bậc trượng phu, đầy đủ thiện chủng trượng phu, chánh giáo trượng phu, dũng mãnh trượng phu, tinh tấn trượng phu, trí huệ trượng phu, thanh tịnh trượng phu, làm cho tất cả chúng sanh rốt ráo cũng đều được như vậy, như Đấng Như Lai điều ngự trượng phu. Chư Phật tử, bậc Đại Bồ Tát nếu thấy Đức Như Lai xuất thế thuyết pháp, liền cả tiếng bảo tất cả chúng sanh: Đức Như Lai xuất thế, Đức Như Lai xuất thế, làm cho mọi loài chúng sanh được nghe danh hiệu của Phật mà rời bỏ tất cả ngã mạn hí luận. Đại Bồ Tát lại dìu dắt chúng sanh được mau thấy Phật, niệm Phật, về với Phật, tưởng nơi Phật, quan sát Phật, ca ngợi Phật. Đại Bồ Tát lại vì chúng sanh mà nói gặp Phật là việc rất khó, vì ngàn vạn ức kiếp Đức Phật mới xuất thế một lần. Nhờ sự khuyên bảo của Đại Bồ Tát mà chúng sanh được thấy Phật, rồi sanh lòng tin thanh tịnh, vui mừng hớn hở, tôn trọng cúng dường. Nơi Đức Phật, chúng sanh được nghe danh hiệu của chư Phật, nên rồi lại được gặp gỡ vô số chư Phật khác. Do đây, sự tu tập các căn lành càng lớn thêm. Đối với Bồ Tát, các chúng sanh này đều coi là những bậc thiện tri thức tối thượng. Do Đại Bồ Tát mà các chúng sanh được thành tựu Phật Pháp, rồi tự đem căn lành đã dung trồng trong vô số kiếp mà thực hành Phật sự khắp thế gian. Chư Phật tử, lúc khai thị cho các chúng sanh được thấy Đức Phật, bậc Đại Bồ Tát đem những căn lành hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sanh chẳng cần chờ khuyên bảo, tự đến gặp Phật để cúng dường và sanh lòng hoan hỷ.
Nguyện tất cả chúng sanh thường thích thấy Phật không bỏ rời. Nguyện tất cả chúng sanh thường xuyên tu tập trí huệ rộng lớn thọ trì Phật Pháp. Nguyện tất cả chúng sanh chẳng luận nghe tiếng gì đều tỏ ngộ Phật Pháp, tu hành Bồ Tát trong vô lượng kiếp. Nguyện tất cả chúng sanh chánh niệm vững vàng, do trí nhãn luôn thấy Đức Phật xuất thế. Nguyện tất cả chúng sanh không nhớ nghiệp hạnh nào khác, chỉ thường nhớ Phật, thấy Phật và siêng tu mười trí lực. Nguyện tất cả chúng sanh thường thấy chư Phật không luận chỗ nào, do đây rõ thấu Đức Như Lai khắp cả cõi hư không. Nguyện tất cả chúng sanh đều được đầy đủ thân tự tại của Phật, thành đạo thuyết pháp khắp cả mười phương. Nguyện tất cả chúng sanh gặp thiện tri thức, thường nghe Phật Pháp, được lòng tin bất hoại đối với chư Phật. Nguyện tất cả chúng sanh đều có thể ngợi khen chư Phật xuất thế, làm cho người thấy Phật đều được thanh tịnh. Trên đây là Đại Bồ Tát đem căn lành ca ngợi Đức Phật ra đời, mà hồi hướng cho chúng sanh được thấy Phật, cúng dường Phật, nơi Pháp vô thượng được rốt ráo thanh tịnh. Chư Phật tử, bậc Đại Bồ Tát đem đất bố thí cho Phật xây dựng tịnh xá, hoặc đem đất bố thí cho chư Bồ Tát, các bậc thiện tri thức tùy ý sử dụng, hoặc đem đất bố thí cho chư Tăng cất chỗ ở, hoặc đem bố thí cho cha mẹ, cho các bậc thanh văn, độc giác, hoặc là người khác, nhận đến kẻ nghèo khó côi cuốc, tùy ý họ sử dụng, hoặc đem đất bố thí cho xây cất tháp miếu thờ Phật. Trong tất cả cơ sở đã xây cất lên đó, Đại Bồ Tát đều vì họ mà sắm đủ đồ dùng, khỏi lo sợ thiếu thốn. Đại Bồ Tát lúc bố thí đất đem căn lành hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh trọn vẹn thanh tịnh, nhất thiết trí, rốt ráo hạnh phổ hiền. Nguyện tất cả chúng sanh được bậc tổng trì chánh niệm thọ trì tất cả Phật Pháp. Nguyện tất cả chúng sanh được sức trụ trì, có thể thường giữ gìn tất cả Phật giáo. Nguyện tất cả chúng sanh được tâm bao dung như quả đất, đối với mọi loài lòng thường thanh tịnh, không có ác niệm. Nguyện tất cả chúng sanh nắm giữ Phật chủng, trọn nên cấp bậc của Bồ Tát không dứt mất. Nguyện tất cả chúng sanh làm chỗ an ổn cho tất cả mọi loài, làm cho mọi loài đều được điều phục trụ nơi đạo thanh tịnh.